Tra Burnfat, siêu phẩm giảm béo được mong đợi nhất năm 2016, một thành quả của các nhà khoa học hàng đầu Nhật Bản sau 10 năm nghiên cứu. Ngày 26 tháng 8 năm 2016, Viện Thẩm mỹ Lavender tự hào trở thành hệ thống làm đẹp đầu tiên và duy nhất nhận chuyển giao công nghệ này tại Việt Nam. Ultra Burnfat là thành quả nghiên cứu suốt 10 năm của chúng tôi. Đây là công nghệ giảm béo đầu tiên được tích hợp 4 chức năng định vị, đánh tan, hóa lỏng và đào thải mỡ trong cùng một sản phẩm. Tại lễ chuyển giao, chuyên gia người Nhật đã trực tiếp trao đổi với đội ngũ y bác sĩ Lavender về tính ứng dụng của công nghệ này. Theo ông, việc hiểu nguyên lý là yếu tố quan trọng quyết định tính chính xác trong việc chỉ định điều trị. 10 năm đi đầu trong lĩnh vực giảm béo, ngay khi ra mắt công nghệ mới, Lavender đã ngay lập tức thu hút một lượng lớn khách hàng đến tư vấn và trải nghiệm dịch vụ. Điểm vượt trội của Ultra Burnfat là sử dụng công nghệ máy V12 tích hợp sóng siêu âm hội tụ tần cao đa điểm tiếp xúc, cho phép định vị chuẩn xác và phá vỡ liên kết giữa các phân tử mỡ, tạo ra nhiệt lượng nội sinh hóa lỏng, đốt cháy hoàn toàn, kể cả các mô mỡ rắn chắc và xơ cứng nhất. Nhờ đó, công nghệ này có hiệu quả đặc biệt với những trường hợp béo từng vùng và tích mỡ lâu năm. Cũng rất là may được bạn bè tư vấn thì đã biết đến tại Lavender có một cái liệu trình mới từ Nhật Bản. Rất ngạc nhiên là đã giảm được 10kg chỉ sau 10 ngày. Đã có lần thì mình nghĩ đến việc là sẽ đi hút mỡ, nhưng do vấn đề lo ngại vấn đề về sức khỏe là mình cũng chưa dám thử. Vô tình một lần được một người bạn giới thiệu đến Lavender với biện pháp Ultra Burnfat thì mình đã đăng ký ngay, vì mình thấy liệu trình có thời gian điều trị rất là ngắn. Và sau khi điều trị 6 buổi Lavender thì mình cũng như người thân và bạn bè đã rất bất ngờ về kết quả. Cơ thể của mình thì đã giảm mỡ và xuống cân rất là rõ rệt sau từng buổi điều trị.